Nghe tiếng thôi là biết rồi. Nghe tiếng thôi là biết độ giòn là như thế nào. Cái lò này là thịt, cái bản nó to hơn, da nó nổ nhìn đẹp không? Yeah. Đẹp, nổ vàng ưng luôn ạ. Cái vàng cái gì nó vàng mới ngon à. Nó mới giòn được. Trời, nhìn cái da vàng đẹp quá à, đó, không? Đó phải xém xém gì nè, mới ngon. Nhiều khách ta thích xém, nó cứ chặt cái xém cho chị. Cái gì đó, mấy cái xém nó ăn nó mới thơm á. Dạ thơm, mới giòn nữa. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn nhé. Thì hôm nay thì lâu lắm rồi Kiên cũng mới đi quay đêm các bạn ạ. Bây giờ là tầm 1 giờ khuya. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cái lò gọi là heo quay. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trong lò heo quay của em Minh đây. Bây giờ công đoạn mình là rửa nhanh, rửa sạch sẽ. Rửa cho thật sạch sẽ. Sau đó mình treo lên cho nó ráo, mình ướp gia vị nó mới thấm. Cái thịt này là mình hôm nay là mình lấy những loại thịt nào nhỉ em nhỉ? Cái này là lấy thường này mình lấy là ba loại thường, ba loại sườn, vai, dăm, giò. Mình phải cắt ra như vậy hả? Đúng rồi anh, ướp gia vị nó mới vô thấm như miếng thịt. Nó thấm như miếng thịt nha. Cái này hôm nay là quý vị khán giả được học nghề luôn nhé, học nghề quay heo luôn. Này là thịt vai hả? Đúng rồi, vai. Bình thường là khoảng cứ buổi chiều là em bắt đầu làm đúng không? Đúng rồi, chiều làm đi lửa 1. Chiều làm là đi lửa 1. Còn đi lửa 2, lửa 3 là phải là đêm khuya đúng không? Đúng rồi. Hôm nay thì quý vị các bạn sẽ được cùng với lại ông chủ của cái lò heo quay thức đêm để xem quy trình là quay heo như thế nào nhá. Heo quay da giòn, thấm thôi. Đây. Cái này là cái gì ạ? Muối. Muối à? Muối này là muối kiểu muối có gia vị gì trong này không? Có. Là muối gia vị, cái này là gia truyền đúng không? Muối ngũ vị hả? Mình phải làm sao cho nó thấm vào bên trong hả? Em làm biểu diễn giống kiểu thánh rắc muối à? Thánh học của em đó. Thánh học của em. Ông kia ông rắc muối trên bò bít tết, còn em là rắc muối trên heo. Dạ. Thì người ta sang người ta vậy, mình không được sang thì cái này mình tẩm ướp xong rồi để bao lâu nhỉ? Khoảng 15 phút. 15 phút bắt đầu đem bắt đầu là mình làm gì đó? Xong rồi bắt đầu mình là bỏ vô giò. Giờ đến cái công đoạn là mình chọc xiên que hả, cho nó cố định cái khuôn của thịt đúng không? Đúng rồi. Da càng thẳng thì sẽ càng ngon. Sẽ càng mau giòn. Da càng thẳng nó càng giòn. Anh nhìn thấy em xiên nó dễ không, biết là anh xiên không biết nó như nào không? Anh xiên nổi. Cái này cơ bắp cuồn cuộn xiên mới mạnh được. Đâu, nữ xiên cũng được nha. Nữ xiên được hả? Nói chung là trong nghề làm được hết. Làm rất là quen. Bây giờ mình cho gia vị lên đúng không? Quay nhiều lần á. Rồi mình quét lên từ từ. Nước mình để xài nhiều lần đâu có hư á. Đúng rồi. Để này ha, 15 phút cho nó thấm gia vị. Nó thấm thì nó mới ngon. Nếu mà không rửa là nó sẽ bị cháy đúng không? Đúng rồi, cái đường vô là nó cái khép. Mình quay lửa mạnh á. Tất cả gì phải tiên lửa hết.
Giờ cho vô lò luôn hả? Chưa có than hả? Không sao, có than chưa. À, cho than sau nữa. Đây, giờ bỏ than vô sau các bạn. Bây giờ cho vô tẩm ướp gia vị. À, giờ em chờ mà thịt lại đúng không? Bây giờ là mình mới chỉ có làm cái lượt đầu thôi đúng không? Lượt đầu. À. Đầu tối mình mới nổ. Ừ. Tối là mấy giờ là nổ ra? 2 giờ. 2 giờ, 2 giờ sáng hả? À? Đúng rồi, 2 giờ sáng nổ. Đến công đoạn là lấy thịt gan. À. Nóng nha. Thơm rồi, thơm rồi. Rồi, lửa 1 xong. Này là lửa 1. Tổng cộng là mấy lửa ấy? 3 lửa. 3 lửa đúng không? Bây giờ mình chỉ làm lửa 1 thôi. Lửa 1. Còn khuya hôm nay mới làm lửa 2, lửa 3 hả? Ừ. Bây giờ mình đem ra mình có cần làm thêm cái công đoạn nào không? Không, đem ra treo thôi nha. Treo thôi không? Đưa cái mẹ 2 vào. Này tầm 5kg hả? Xăm da hả? À. Cái này làm cho mục đích gì hả? Cho nó nổ. À. Để xăm nó mới thông thoáng, nó nổ được. À, nó mới nổ ra mới giòn được đúng không? Còn mình không xăm nó không nổ được. À. Nó dợp lên nguyên miếng. À. Có cái xăm này tiện hả? Nó xì ra luôn hả? Đúng rồi. À, đó nó xì ra đây đây. Phải không phán được. À. Lát nữa mình đưa lại vô lại luôn này. Không. Này là để sáng luôn đúng không? Đúng rồi. À. Cho nó ráo. Ráo. Nó ráo nó nổ giòn. Xong này là xong rồi. Công đoạn 1 là không rồi, công đoạn 2 là bắt đầu mình nổ da nè. Nổ da giòn luôn hả? Dạ, da giòn luôn hả? Cái này em phải bọc giấy rồi hả? Đúng rồi, mình phải bọc giấy. Bọc giấy thì nó sẽ không bị cháy á. Này mình bọc có mỗi phía bên trên ha. Mày làm dậy sớm mình mỗi ngày đúng không? Mỗi ngày là dậy 2 giờ. Mỗi ngày dậy 2 giờ. Bữa nay dậy sớm. Mày là 1 giờ đêm là phải dậy rồi. Dạ. Yeah. Lâu lắm rồi mới đi, anh mới đi quay đêm này. Mà lúc chiều đang chiều gái ngủ. Hay đó, anh còn dậy sớm hơn em nữa. Anh dậy mà lúc chiều đang buồn ngủ quá nên là trời. Đơ đơ. Anh dậy sớm hơn em nữa. Lúc anh điện em còn ngủ. Thế em có ai ngủ quên không? Có, ngủ quên hoài gì anh. À. Ngủ quên hoài. Nhưng giờ mình bán buôn quen rồi, cái mình thức quen. À. Chứ hồi trước là quên hoài đúng không anh? Quên, thế là sáng dậy đó hả? Là hấp thu. Khỏe
ngoài bán luôn. Bán trễ, nhưng mà mình sẽ mất đi lượng khách buổi sáng. Buổi sáng. Ngày xưa là Mạnh, mình học cái nghề này là ở đâu ta? Hồi xưa anh, em được là em học nhiều thầy lắm anh. À. Dạ. Mình phải về gốc Hoa không? Dạ, em không phải người Hoa, nhưng mà em thích đồ ăn của người Hoa. À. Em rất thích đồ ăn người Hoa. Cái nghề này cũng khó ha. Dạ đúng rồi, hơi cực xíu anh. Hơi vất vả ha. Dạ. Cái thịt này cái da nó đã chín rồi hả? Dạ chưa anh. Chưa hả? Dạ, cái da này nó mới có đi lửa một hả? Thang vô lò. Đưa vào ha. Dạ đúng rồi, đưa vào. Cái này còn bao lâu là được em? Đưa vào khoảng mấy tiếng á. Mấy tiếng hả? Ừ. Xong là vô làm xong cái bếp này là vô đi ngủ hả? Ngủ là ra. Thành heo quay bóng đêm luôn đó. Heo quay bóng đêm luôn. Đến mai là khỏi gọi là khách la luôn. Giai đoạn này phải canh dữ lắm. Ừ, ngồi canh hả? Đúng rồi anh, phải canh. Phải canh dữ lắm, không canh là nó... Thức đêm dậy sớm. Phải canh ngày từng chút một. Đúng rồi. Như canh em bé mà ha. Phải canh cho da nó giòn anh. Ừ. Em làm giòn nó kiểu là nó ăn nó rụp rụp luôn hả? Đúng rồi anh. À. Giòn gì đó. Mấy ký hả? Mẹ này khoảng mấy chục ký á. Mấy chục lắm. Mấy chục ký. Dạ, đúng rồi. Một cái móc đó là nó khoảng 20 ký hả? Đúng rồi. 10 móc, 20 ký. Đúng rồi. Hàng nhau kia bán 6 giờ. 6 giờ sáng hả? Dạ, bữa nay sớm mới dọn 5 giờ mấy sớm. Đi khách ta mua về cúng anh, với đi chợ. Nay là mùng 2 này nè. Một cái cúng. Dọn sớm hơn ngày thường. Đúng rồi. Này là rớt trong con bể luôn đó. Sao rớt? Thấy nó lỏng. Trời ơi, nóng lắm hả? À. Hôm nay là em làm bao nhiêu ký? Hôm nay làm chắc hơn 100 á. Hơn 100 ký. Cả heo, cả vịt hả? Vịt riêng hả? À. Vịt còn thấy, em thấy con vịt to quá hả? Bán vịt to mới được. Này quay thì kiểu Bắc Kinh hay sao? Dạ em quay kiểu sốt tiêu anh. À vịt, vịt sốt tiêu đen đúng không? Hôm nay là mình quay mấy lò này? Hai lò hả? Dạ. Hôm nay phải hai lò mới hết đúng không? Có cái lò, có cái máy thổi đúng không? Không, này tự quạt à. À tự quạt luôn hả? Dạ thổi đâu giờ. Tự có máy thổi. Dạ. À. Cái này có máy máy quạt hả? Tự em quạt. Tự quạt luôn hả? Trời ơi. Giỏi quá vậy. Trời ơi, có cái quạt nan luôn kìa. Quạt nhanh lắm. À. Trời ơi, quạt tới khi nào luôn. Nhanh lắm. Quạt lên cơ luôn mà. À, cái này cứ lọ mọ sao em không kiếm thêm người phụ ha? Có mình cũng buồn ha? Cả có đâu buồn anh. Có người phụ càng mệt. La cũng mệt. Vướng tay vướng chân nè. Đây, cái này là thịt xa xíu. Xa xíu.
Cái này em tẩm đã tẩm ướp từ hôm qua rồi các bạn nhé. Tối qua đã tẩm ướp rồi. Bây giờ 8 tiếng, đúng 8 tiếng. Mình ướp phải 8 tiếng nó mới thấm à. Bây giờ đem vào quay. Quay cùng với heo luôn ha. Dạ không, cái này mình quay riêng. Quay riêng hả? À. Nhiệt độ này đi nhẹ hơn heo. Ừ. Heo quay nhiệt độ lớn. Cái này sợ thiếu than không? Vừa nãy là đủ hả? Dạ, để liên tục mà sao thiếu. À, bỏ vô liên tục. Thấy giờ nhiều người ta không có quay bằng than đúng không? Có người ta quay bằng điện ga. Ga hả? Ga, đa số giờ ga với điện. À, ga với điện nhiều chứ quay than nó cực đúng không? Quay than nó cực, nhưng mà quay ga thì nó không có ngon. À. Quay ga thì là không ngon. Còn quay điện thì không biết sao không? Nó không còn nghe mùi hương khói nữa. À. Nó phải có mùi khói, mùi cùi lửa mới ngon nữa. Xông khói anh. À. Ta nói là nó không ngon mà nó độc hơn quay than. Còn quay điện thì nó sạch sẽ thiệt nhưng mà nó không nghe mùi hương khói. Dạ rồi. Bây giờ đây lại ha. Dạ đây lại ha. Đâu. Quạt ba tiêu thần trưởng. À. Quạt của trong phim Tây Du Ký đó hả? Quạt ba tiêu hả? Bụp 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 bụp. Cái này là cái nhiệt độ này các bạn ạ. 300 là bắt đầu nó nổ. Ngồi đây nghe tiếng pháo nổ này. Đó, giờ là mình canh hả? Chưa đâu. Chưa có nổ. Đang còn ấy các bạn. Đang còn bóng loáng này kìa. Bây giờ là nghe tiếng đạch 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 nổ trong cái lò. Gà mới có 2 giờ sáng này mà nó gáy nè. Gáy sớm quá, mới 2:20. Gà phải 5 giờ mới được gáy nhé. Gáy. À, nổ bắt đầu nó nổ đẹp rồi đó. Xoay liên tục ha. Thấy có cái da nó hơi đen đen rồi. Ừ. Cái cạnh rồi đúng không? Cạnh thì không lo. Chở mặt thịt hả? Chở cho nó đều hả? Bây giờ mới được phần da thôi hả? Da này là nổ đều giòn. À. Da này là nổ đều rồi hả? Dạ đúng rồi.
gì là giòn tới chiều luôn anh. Giòn tới chiều luôn? Dạ đúng rồi. Đó. Thế này đã ròn rụm chưa? Giòn rụm rồi đó anh. À. Bây giờ là mình quay mặt thịt qua ha. Ừ. Để quay mặt thịt. Bây giờ mình quay mặt thịt qua ha. Mình là có dạy nghề đúng các bạn nha. Nên là ai mà có đang có nhu cầu bao ra nghề luôn. Nhu cầu mở quán heo quay. Dạ. Thì có thể là luôn. Đến đây học nghề. Heo quay, vịt quay, xá xíu luôn. Dạy là vừa heo quay, vừa vịt quay, vừa xá xíu luôn. Dạ, bao ra nghề luôn. Vừa nước chấm luôn. Nước chấm, đồ chua đầy đủ luôn. Nói chung là ra nghề luôn đấy. Dạ, ra nghề rồi. Bán luôn đấy. Mình chở này xong là bao lâu là chín nữa em ha? À, khoảng chừng 10 phút. À, 10 phút rồi. Dạ, tùy theo cái thịt. À. Sử dụng thịt đó, bữa nó dày rồi để lâu một tí. Ừ. Mỏng vậy. 10 phút nữa là chín. Dạ, đúng rồi. Thơm quá. Đang buổi sáng, bây giờ là tầm 3 giờ sáng mà thấy đói bụng rồi các bạn ạ. Mắc cười lắm, học viên của em học xong đang học đói quá, bán ăn liền luôn. À. À, chờ 10 phút nữa là bên đây lấy ra. Ui, chẳng nóng. Đây, cái lò này nữa. Chở luôn hai lò luôn. Dạ, đúng rồi. Cái lò này, là thịt, cái bản nó to hơn. Ba rọi. Ba rọi. Này, ba rọi rút xương hả? Đúng rồi. Da nó nổ, nhìn đẹp không? Dạ. Đẹp. Nổ vàng ưm luôn ạ. Cái vàng cái gì vàng mới ngon. À. Nó mới giòn được. Trời. Nhìn cái da vàng đẹp quá. Dạ, đó, thấy không? Đó, phải xem xém gì nè, nó ngon. Nhiều khách ta thích xém lắm, cứ chặt cái xém cho chị. Cái gì đó. Mấy cái xém nó ăn nó mới thơm á. Dạ, thơm thì giòn nữa. Ừ. Dạ, lần đầu tiên mình xem cái cách quay heo các bạn nha. Lần đầu tiên mình quay cái quy trình quay heo. Đúng rồi. Phải nói là cái lớp rất là đặc biệt các bạn ạ. Nhìn này. Đó. Đem ra ngoài chở luôn hả? Không, chở rồi nè. À. Tại nó hơi chặt các bạn xoay nó hơi khó. Cái này giờ mà đục vô là nó bỏng tay luôn đó. Nóng lắm. Nóng lắm. Xoay lại. Cái bên trong thì nó cũng chín rồi đấy đúng không? Chưa. Chưa chín à? Dạ. 10 phút nữa. 10 phút nữa. Nóng quá. Quá nóng rồi. Thơm. Giờ đói bụng hít cái mùi này thôi, đỡ đói. Hít cái mùi vì thịt quay là đỡ đói. Mình có tuyển nhân viên không? Để bữa nào anh qua anh làm nhân viên không? Không anh. Quay heo. Em chỉ tuyển học viên thôi. Tuyển học viên thôi, không tuyển nhân viên. Dạ. Trời ơi, nhìn cái da các bạn này. Cái da nó vàng đều, đẹp, nó nổ đều ha. Dạ, anh lựa thử lấy cái da anh cạo. À, lấy cái da luôn đây. Không, ở kia. Ừ, đó. Rõ rồi. Ồ, dần tan luôn đấy. Dạ. Dần gọi là phải nói là dần rụng luôn. Heo quay da giòn, Minh Vĩnh Phát. Ngày xưa là định đặt Minh Phát. À. Nhưng mà cái người kế bên đó họ đặt Minh Phát rồi. À. Nên mình bỏ Thiên Di Vĩnh vô. Ừ. Đây cái thao tác xa xíu này, cái này mình hôm nãy em nói là mình gọi là tẩm ướp trong vòng bao lâu ha? Xa xíu là ướp 8 tiếng nha. Ướp là 8 tiếng. Dạ đúng rồi. À. Thường thì ướp em ướp mình ướp từ 8 tiếng lâu lại nha, nhưng mà ướp quá thì nó cứng, nó cứng thịt lắm. Mà xa xíu là mình lựa nạc dâm á, là có mỡ thịt nè, hai thứ trộn lại chung nè. Đó, là ăn rất là ngon, thấy không? Nó không có bị khô nè, thấy không? Mỡ và thịt là hai thứ trộn chung nè, thấy không? Đây là nạc dâm mới được hả em? Dạ, đúng rồi, nạc dâm mà phải là dâm giòn nha. À. Còn dâm mà dâm ghê nó khô á, là mình ăn nó mới ngon. Ừ. Đó. Anh chắc chưa ăn xa xíu rồi nha. Anh có ăn bánh mì xá xíu nhiều rồi. Nói chung là Sài Gòn người ta cũng bán món này nhiều lắm. Vậy hả? Ừ. Xá xíu thì nó quá là nổi tiếng rồi. Dạ. Nói chung là bánh mì xá xíu, thịt xá xíu của người Hoa thì khá là nổi tiếng rồi. Dạ đúng rồi. Ừ. Em tưởng anh chưa ăn, có nhiều khách anh chưa ăn.
anh review ẩm thực là cũng là nói chung là cũng lâu rồi mà món này sao chưa ăn được. Dạ đúng rồi. Món này là đi cái gọi là quận 5, quận 6. Đi các cái cửa gọi là bán heo quay, vịt quay là không thể thiếu món này được. Đặc trưng này. Bây giờ mình cái này mình bỏ vào mình quay trong bao lâu là chín em ha? Quay tầm 45 phút à. À 45 phút. Nó nhanh hơn heo quay với vịt ha. Nó dễ hơn. Thế là vịt là mình bỏ vô sau hả? Được rồi, nó như sao. Giờ bỏ vào xá xíu trước hả? Dạ đúng rồi. Cái này em bán là 1 kg là bao nhiêu? 320. 320 1 kg. Dạ đúng rồi. Làm một cái giờ sáng này nó yên tĩnh nha. Dạ đúng rồi. Yên tĩnh làm nói chung là tập trung nhanh. Yên tĩnh là mát. Nữa. Mát. Nói chung là đa số quay heo hay gì đó là toàn làm sáng sớm. Dạ đúng rồi. Bán vào buổi sáng là ban ngày là. Làm ban ngày có thiếu thì làm thêm thôi đúng không? Dạ, thiếu thì làm thêm. Làm mà. Thêm nữa. Mình chuyên quay làm gì cử. Ừ. Lúc nào có đồ nóng. Nhưng mà giá heo của em là bao giờ tới ngày mai đúng nha. Bao giờ đến mai luôn? Yes. Rồi, heo được rồi đúng không em? Đó, được rồi các bạn. Wow, thơm quá. Mình lấy con dao mình kèm cho mọi người kiểm chứng. Kiểm chứng cái da. Nó ròn rụm rồi. À, thơm. Cái giấy này nó không cháy nhỉ? Không. Ờ. Cái giấy này nó còn nguyên luôn, từng bỏ đó là nó cháy chứ mà nó còn nguyên luôn bạn. Nó có dầu á, này là không cháy đâu. Hồi xưa lúc em chưa học em nhìn vô nó trời ơi, nó cháy luôn. Ừ. Tại vì bỏ nó nóng lắm chứ mà. Ừ, nó không có cháy. Ừ. Thơm quá các bạn ạ. Cái da của nó kêu. Nó gõ vào nhau nó kêu. Vai giòn. Vai giòn. Vai nó giòn hơn. Nhưng mà nó hết ăn giỏi. Ừ. Một mẻ thịt vai không, một mẻ ba giỏi không. Rồi. Ba giỏi cũng chín rồi này. Ba giỏi rút sườn. Vàng ươm. Các bạn thấy da đẹp không? Nóng à? Nóng mỏi tay. Quạt. Sao một tấm gì được 4 kg đó. Này giống kiểu đang trong cái lò gọi là xông hơi à. Đó. Mỏi tay quá. Mỏi tay quá. Nóng, mỏi tay. Còn cái có 2 cái nữa. Mỡ nó chảy, kêu xèo 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 xèo.
mấy em chó là em thấy thơm quá là em cũng muốn sổng chuồng luôn. Wow. Đó, xong được hai lò rồi. Đây, đưa xa xíu vào trong lò. Nãy em nói là 15 phút chín hả? Cái này 45 phút. 45 phút thôi. Nó bằng vịt hả? Dạ. Yeah. À. Rồi, ok. Rồi, xong. Rồi. Nóng không? Bây giờ mình gỡ báo ra. Cái này... Gỡ giấy. Gỡ giấy. Cái này không phải báo. Gỡ giấy xong cái xiên này có gỡ? À, gỡ hết luôn. Ngồi trên này nó có giấy mà nó vẫn cháy xém hả? Cháy cạnh nha. Giấy nó không cháy. Này là mình làm bằng hơi nóng. Nóng á. Cái da của nó đụng nhau nó kêu, nó giòn. Thơm quá. Cái này là đạt được 10 điểm chưa? Cái này hả anh? Ừ. Vẫn chưa đạt lắm. Chưa đạt lắm hả? Dạ. 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi thôi hả? Dạ. Này 10 điểm chuyên cần. Thêm điểm chuyên cần là 10. À, là cái đó lấy ra dễ hả? Dễ. Vẫn còn nóng. Còn nóng. Đầu gọn nó. Hết nóng à? Còn nóng chứ mà mình cháy đi ha. Ừ, cái cháy là mình cạo đi đúng không? Dạ đúng rồi, cạo bớt cái cháy đi ha. Cho nó đẹp miếng thịt ra. Cạo đi nó hao nhiều ấy. Đó. Thơm quá. Em làm cái lò đây mấy nhà ngủ gần đây á, nghe mùi này nó có ngủ được không? Thơm quá. Em nghĩ chắc không bay qua tới đó đâu. À, không bay qua tới hả? Ừ. Gió nó cũng đưa đi hết à. Đêm nào cũng được thưởng thức mùi heo quay. Tuyết ngán luôn á. Tuyết ngán. Tuyết ngán. Mình không ăn mà hửa với cái nó. Đây. Cái cạnh trên là nó cháy nhiều nhất nhỉ. Nên phải bọc giấy đúng rồi. Anh chừng bên dưới than bên dưới thì nó sẽ cháy bên dưới đâu. Ừ. Ai giờ bên trên nó cháy nhiều hơn. Vòng lửa từ dưới nó vòng lên hả? Cầu vòng.
Mà bây giờ mình quét gì ta? À, quét thêm sốt rồi. Và để nó khô ha. Ừ, cho nó màu nó đẹp hơn hả? Thịt còn nóng nha. Ừ. Để tăng nóng cho vô cái là nó ngấm vào khô liền. Không quét cái da hả? Không. Chỉ bên trong thôi. Da không quét gì hết trơn á. À, da là tự nhiên. Quét rồi nó sẽ bị mềm á. À. Nó mất giòn không? Dạ đúng rồi. Da là màu tự nhiên. Đúng rồi. Xong. Nãy giờ không thấy em buồn ngủ ha. Nhìn này, nhìn công việc nhiều là tỉnh luôn. À. Nãy giờ không thấy có dấu hiệu buồn ngủ. Không thấy ngáp gì luôn. Thấy công việc này là gán làm lẹ. Cái này phía trên bọc giấy nó chưa nổ nhiều ha. Nó cũng ở trên là hết nổ. Ừ, ở trên là hết nổ rồi. Ở trên nó da nó chai đó. À. Da nó kiểu da nó cứng. Ừ. Nhưng mà vẫn giòn. Ừ. Nó không nổ vẫn giòn. Vẫn giòn bình thường. Vẫn giòn thì chỉ sợ da mềm thôi. Ừ. Da mềm với cứng là bán rất chê đó. Ừ. Nghe tiếng thôi là biết rồi. Nghe tiếng thôi là biết độ giòn là như thế nào. Giòn cái chiều mai nha. Ừ. Giòn được 8 tiếng. Không, 24 tiếng. Chiều mai cơ mà đúng không? Thường là em dạy nghề vậy là khoảng bao lâu là ra được nghề? 5 đến 7 ngày em. 5 đến 7 ngày là học được không? Dạ. Ra nghề đi bán được hả? Ra nghề đi bán được rồi. À. Thế là cũng nhanh chứ bộ. Dạ. Nếu như ai mà chưa đủ tự tin vẫn phải ở lại học tiếp. Ừ. Hoặc là lâu quá họ quên bài họ vẫn ở đây học bình thường. Ừ. Em bảo hành luôn. À, bảo hành luôn. Dạ. Thế nhưng ngày xưa anh nhớ là em không có dạy nghề đúng không? Hồi xưa không anh, nhưng mà nhiều người hỏi quá, bây giờ phải dạy thôi. À, thôi mình chia sẻ ha. Dạ, đúng rồi. Mình kiếm được thì mình cũng chia sẻ cho mọi người có nghề người ta
coi như là mình gieo cái hạt giống, gieo những cái điều tốt đẹp cho mọi người, lan tỏa lan tỏa cho mọi người cùng có nghề nuôi sống được gia đình, nuôi sống bản thân gia đình, nó cũng tốt mà. Chứ mình có nghề mình cứ giữ khư khư thì nó cũng không hay lắm, chỉ mình thôi thì cũng... Bây giờ mình sẽ lấy xa xíu rồi ha. À, xa xíu chín rồi hả? Xa xíu chín rồi. Wow, nhìn cái màu đẹp ha. Đây này. Đó. Nhìn cái màu đỏ. Đỏ au ha. Thơm á. Ừ. Xa xíu đã quá các bạn. Hai cái, ba sâu. Vịt là chín chưa ha? Chín luôn hả? Vịt chín luôn hả? Lấy ra luôn ha? Dạ. Đó. Mấy cái trái cháy này nó có cắt không? Dạ, cắt nhưng mà có người ăn. Ai ăn cháy thì ăn. Ừ, cái này ăn nó lại nói chung là nó sườn nướng vậy. Ừ, nó thơm thơm ha? Ừ. Không đắng. Không đắng hả? Không. Đây các bạn ơi, bây giờ em chuẩn bị dọn hàng nhé. Nãy quay xong thì hai Minh được ngủ tầm một tiếng. Được ngủ không? Anh tưởng em được ngủ một tiếng chứ. Không được ngủ luôn hả? Anh còn ra đây anh còn uống cà phê. Soạn đồ à, vậy không được ngủ à, từng được ngủ 31 tiếng gì đó chứ. Trời ơi, sao được ngủ được anh? Trời ơi, vậy là không được ngủ luôn các bạn. Là sẵn phải soạn đồ ha. Đúng rồi. Đó, giờ đang lên món xá xíu trước các bạn nha. Xá xíu. Xá xíu, xong đó thì lên vịt. Rồi lát nữa mà heo quay sau cùng hả? Đúng rồi. Heo quay là sau cùng các bạn. Mình quen rồi, nó không có buồn ngủ các bạn. Mình là mình ngáp ngắn ngáp dài. Không thấy em mình ngáp luôn. Nó nghề đâu khác nhỉ? Không phải anh. Nghề nó quen nghề. Không phải à? Đồng tiền nó sai khiến anh. Đồng tiền sai khiến. Đồng tiền sai khiến chúng ta. Đồng tiền sai khiến. Anh cũng bị sai khiến mà sao anh không, anh ngáp ngắn ngáp dài à? Đồng tiền nó chưa đủ mạnh. Vậy hả? Dạ, chắc tiền đủ mạnh rồi sẽ sai khiến được. Ờ, chắc là phải cho mạnh mạnh xíu nó mới được. Đó, hôm nay là treo đầy tủ luôn ha. Hôm nay là treo đầy tủ các bạn ạ. Thường là khách mua em mới chặt hay là em chặt trước? Chặt bánh mì á. À, chặt bánh mì trước. À. Bánh mì là chặt trước đúng không? Đúng rồi. Ừ. Bánh mì mình hỏi chặt trước. Bánh mì mình hỏi chặt trước. Chuẩn bị trước khách mời bán em cho ta chuẩn bị làm. À. Nghĩa là mình bán đồ ăn sáng luôn á. Đúng rồi. Ừ. Chứ không phải là riêng bán heo quay. Giòn ha, da giòn ha. Bánh mì heo quay, dưa leo, rồi rau thơm,
heo quay nóng hổi ra giòn, làm một ổ cái là no đến trưa luôn. Đầy đủ ớt, rồi chua, rau thơm. Này ba chỉ á? Vai à? Ngon. Ai nhìn thấy nó giống ba chỉ nhỉ? Ừ. Nó mới ngon. Ừ. Chứ mà đừng lấy đùi, đùi nó khô lắm. Đùi nó khô quá. Đúng rồi. Vai sức mạnh hơn tí. Cũng thôi đi. Đúng rồi. Cái thớt này chặt nhiều á, lõm xuống rồi sao rồi? Dạ. Lõm xuống là do mấy đứa nhân viên nó mới không biết chặt nè, chứ mình chặt lâu đâu lõm vậy. Rồi biết cách chặt lõm có lõm. Xíu đây. Thật xíu với lại bánh heo quay là ăn bánh mì luôn đúng không? Bánh mì, một ký cũng có luôn. Một ký có luôn không? Dạ đúng rồi, khách một ký cũng có. Thơm. Ăn bánh mì cũng có, bánh mì cũng có. Bánh mì xa xíu, bánh mì heo quay. Bánh mì heo quay là bao nhiêu em? 20 đó. 20, bánh mì xa xíu 20 luôn. Tất cả 20. Tất cả 20, bánh hỏi cũng 20. Rồi, mời quý vị các bạn thưởng thức bánh mì heo quay đấy nhá. Sau từ lúc 1 giờ sáng đến giờ giờ mới được thưởng thức rổ bánh mì heo quay các bạn này. Mời các bạn. 70 nó tiền con. Dạ. Cái bánh mì này người ta đem đến thì nó bị hơi bị mềm quá, hơi bị mềm rồi. Nó mất đi cái độ giòn rồi. Này là thịt xa xíu các bạn nhé. Rất là thơm, thịt mềm ngọt. Nó không bị khô các bạn. Đây, cho các bạn xem một cái mì này. 20.000. Mì heo quay 20.000. Đầy đủ ấy, đồ chua, dưa leo, rau thơm. Cái này là cái thịt vai các bạn nhé, không phải ba chỉ, vai. Nó vừa có một cái phần nạc, cái phần mỡ, phần da. Mời các bạn nhé. Da rất là giòn. Thịt dai ngọt các bạn. Mềm nó không bị khô.
Bánh mì này nó tròn thêm tí nữa là ngon. Nó vẫn còn giòn nó nhưng mà nó giảm rồi. Ổ bánh mì này quá to. Đồ ăn rất là nhiều. Đấy thì làm chưa? Hãy chiếu ạ. Chiếu các bạn ạ. Mình chỉ cần cái xa chiếu này. Nó mềm, thơm, ngọt. Cái gia vị ngấm á. Rất là vừa ăn. Rồi quý vị các bạn ơi, vừa rồi thì Kim cũng đã thưởng thức hết ổ bánh mì nhá. Phải nói ăn ổ bánh mì heo quay rất là chất lượng luôn. Ở đây thì em mình đang bán liên tục không kịp nghỉ luôn này. Đó. Rồi video của Kim đến đây cũng xin kết thúc ở đây nhá. Rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người, mình là Kim. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về những địa điểm ăn uống của mình mỗi ngày nha.